Chúng ta sang nội dung tiếp theo là bán hàng tiêu dùng. Khác với bán hàng trong thị trường hàng công nghiệp, bán hàng trong thị trường người tiêu dùng thường có giá trị đơn hàng không cao và có hai phương thức để bán hàng trong thị trường này. Đầu tiên đó là bán lẻ. Đây là phương thức bán hàng khá phổ biến. Người bán hàng bán trực tiếp tới tay người tiêu dùng. Đặc biệt, trong khi nền kinh tế bị suy giảm, người bán hàng cần có những hàng hóa có giá cả hợp lý. Việc bán lẻ sẽ tiết kiệm được khá nhiều so với bán hàng qua đại lý. Đặc biệt, với sự phát triển của công nghệ hiện nay, phương thức bán hàng này đang dần chuyển hóa thành bán lẻ online, do khách hàng có thể mua hàng qua mạng. Với thị trường này, sự tư vấn bán hàng của nhân viên bán hàng là rất quan trọng. Vì vậy, việc đào tạo nhân viên về giao tiếp, ứng xử, về kiến thức chuyên môn phải thực sự được quan tâm. Phương thức bán hàng thứ hai trong thị trường này là bán hàng qua các đại lý. Đây là phương thức thay vì sử dụng kênh bán hàng trực tiếp, công ty sẽ chuyển sang kênh bán hàng gián tiếp thông qua các đại lý, nhà bán buôn, nhà bán lẻ, v.v. Việc đầu tiên của công ty đó là tìm kiếm nhà phân phối phù hợp thông qua định vị của nhà phân phối. Định vị của sản phẩm với định vị của nhà phân phối phải giống nhau. Điều này còn đang hiếm ở Việt Nam, vì định vị của các nhà phân phối ở Việt Nam thường chưa rõ, gây khó khăn cho công ty. Một trong những nhà phân phối có thể nhìn thấy rõ nhất định vị của họ là siêu thị Minh Hoa, hay còn gọi là siêu thị Thái Hà ở Hà Nội. Đây là một nhà phân phối mang đặc điểm định vị khá rõ nét, đó là hàng hóa cao cấp. Hầu hết các mặt hàng trong đó đều là những hàng hóa cao cấp trong nước hoặc nhập khẩu, hay như siêu thị Big C với định vị là giá rẻ cho mọi nhà. Hầu hết các sản phẩm trong đây đều có mức giá phải chăng, hay giá là yếu tố đầu tiên mà nhà phân phối này quan tâm chứ không phải là chất lượng. Như vậy, nếu sản phẩm của công ty là cao cấp, ta sẽ lựa chọn các nhà phân phối như siêu thị Minh Hoa. Còn với những sản phẩm có giá rẻ, ta sẽ lựa chọn phân phối qua các siêu thị như Big C, v.v. Một điều nữa mà chúng ta cũng phải quan tâm đó chính là chi phí cơ hội của khách hàng khi trữ và bán sản phẩm của chúng ta. Đó chính là doanh thu và lợi nhuận mà khách hàng có thể thu được từ mặt hàng khác đã bị ta chiếm chỗ trên giá bày của khách. Nhiệm vụ của nhân viên bán hàng, chăm sóc đại lý là phải chứng minh được chi phí cơ hội đó là nhỏ, không đáng kể, hay lợi nhuận và hiệu quả được đo bằng lợi nhuận trên công sức bán hàng bỏ ra của đại lý khi bán hàng của công ty là lớn hơn. Điểm tiếp theo mà công ty phải quan tâm đó chính là nhu cầu của nhà phân phối hay động lực phân phối. Công ty có thể sử dụng một số cách để khơi dậy nhu cầu phân phối sản phẩm của công ty đối với các nhà phân phối như: thứ nhất, đó là lợi nhuận biên của nhà phân phối phải đảm bảo. Lợi nhuận của nhà phân phối thường được cộng vào giá của sản phẩm. Lúc đó, giá bán sản phẩm sẽ bao gồm 3 thành phần chính. Quan trọng đó là chi phí, lợi nhuận của công ty và lợi nhuận của nhà phân phối. Nếu giá bán quá cao thì khách hàng không mua được. Nếu giá bán quá thấp thì lợi nhuận của nhà phân phối sẽ không đảm bảo. Mặc dù nhiều công ty sẵn sàng giảm lợi nhuận của mình, nhưng đó không phải là điều mà các công ty mong muốn, nhất là về lâu dài. Vì vậy, công ty phải rất cân nhắc trong việc định giá chính xác, đủ để hợp lý với khách hàng, cũng như đảm bảo lợi nhuận cho các bên. Các chương trình hỗ trợ. Thứ hai là các chương trình hỗ trợ nhà phân phối, thu hút khách hàng đến với nhà phân phối như quảng cáo, khuyến mại, còn gọi là các chiến lược kéo. Các chiến lược kéo hiệu quả sẽ thu hút được nhiều khách hàng đến với nhà phân phối, làm giảm gánh nặng cho họ và tăng khả năng bán hàng của nhà phân phối. Thứ ba đó là tuy sản phẩm phải đạt được yếu tố đầu tiên đó là hấp dẫn với người tiêu dùng, nhưng đồng thời cũng phải hấp dẫn với nhà phân phối, thể hiện bởi khả năng dễ tích trữ, dễ bảo quản hàng hóa, đặc biệt là doanh thu và lợi nhuận của hàng hóa trên không gian bày hàng. Đây là một trong những yếu tố thúc đẩy nhà phân phối tích trữ hàng hóa, tích cực đẩy hàng hóa ra thị trường. Đây còn gọi là chiến lược đẩy của nhà sản xuất.